Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bắc Bộ chịu sự chi phối của khối không khí lạnh lục địa khô nên thời tiết phổ biến là ít mưa, trời lạnh tại khu vực trung du đồng bằng và rét tại các tỉnh vùng núi trong thời điểm đêm và sáng sớm. Sau đó đến khoảng trưa chiều sẽ hửng nắng với nhiệt độ tăng dần lên mức cao nhất khoảng từ 24 đến 27 độ. Nhìn chung thì thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động giao thông đi lại của người dân trong ngày làm việc đầu tuần và các hoạt động sự kiện tổ chức ở ngoài trời. Trong khi đó, miền Trung ngày hôm nay sẽ chịu tác động của đới gió đông bắc kết hợp với hoạt động mạnh của điều kiện địa hình cộng thêm nhiễu động gió đông trên cao nên mưa dông sẽ duy trì và kéo dài từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi. Trung tâm mưa lớn được nhận định sẽ tập trung tại các tỉnh như là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng thấp. Do trời nhiều mây có mưa nên nhiệt độ tại Trung Bộ sẽ không cao, với mức cao nhất ngày lần lượt là từ 23 cho đến 25 độ tại Bắc Trung Bộ, 25 đến 29 độ tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Về đêm và sáng, thời tiết lạnh tại phần phía Bắc của khu vực. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ nhiều mây hơn vào lúc tối muộn, đêm và sáng sớm. Và cũng chính trong khoảng thời gian này thì mây dông cũng sẽ được hình thành, gây ra mưa rào rải rác trên khu vực. Nên nhiệt độ vì thế sẽ giảm hơn trong khoảng nửa đêm về sáng, với thấp nhất tại vùng cao nguyên chỉ khoảng từ 18 đến 21 độ. Và hầu khắp khu vực Nam Bộ chỉ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ, còn ban ngày thì trời có nắng ráo. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Nằm trong xu thế của khu vực Bắc Bộ nên thủ đô Hà Nội phổ biến là không mưa, khoảng trước 8 giờ sáng trời lạnh, gió thổi mạnh hơn đôi chút nên khi đi làm hay đi học thì quý vị và các bạn nhớ trang bị áo khoác mỏng, có thể quàng thêm khăn và mũ cho trẻ nhỏ để bảo vệ đường hô hấp cho các bé. Sau đó thì trời tiếp tục khô ráo, đến trưa chiều trời sẽ hửng nắng nhẹ và nhiệt độ tăng dần với cao nhất ngày phổ biến từ 26 đến 27 độ. Lưu ý là độ ẩm ở giữa trưa có khả năng xuống thấp chỉ còn khoảng 55% nên có cảm giác hanh khô. Thời tiết sẽ rất thích hợp cho các hoạt động như là khởi công xây dựng hay là sơn sửa nhà cửa. Về đêm trời không mưa, nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất là 22 độ, trời lạnh. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng ven biển của thành phố, các huyện đảo như là Cát Bà, Cát Hải, Bạch Long Vĩ, gió thổi mạnh nên bà con ngư dân hạn chế các hoạt động đánh bắt để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, ở vùng nội đô của thành phố thì mưa hầu như ít có khả năng xảy ra, đường xá khô ráo nên thuận lợi cho các hoạt động thông thương và mua bán của người dân. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô sẽ khiến cho làn da dễ bị dị ứng, khô và nứt nẻ. Vì vậy, quý vị và các bạn nên uống thật nhiều nước và có chế độ chăm sóc hợp lý, nhất là đối với chị em phụ nữ. Đêm nay thì trời không mưa và lạnh, nhiệt độ trong ngày chỉ khoảng từ 21 cho đến 26 độ. Thưa quý vị, ngày hôm nay nằm trong xu thế chung của các tỉnh thành Trung Trung Bộ, nên thành phố biển Đà Nẵng tiếp tục nhiều mây, có mưa. Mưa sẽ kéo dài liên tục trong ngày, khiến cho đường xá trơn trượt và gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong khu vực. Dự báo trong những ngày tới, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa và nền nhiệt độ giảm. Nên quý vị và các bạn lưu ý là hạn chế tổ chức các hoạt động du lịch tại đây. Thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất tại thành phố chỉ vào khoảng 28 độ, về đêm giảm xuống mức từ 23 đến 24 độ, cùng với độ ẩm trong không khí dao động từ 80 đến 97%. Từ sáng đến trưa chiều, thành phố Hồ Chí Minh trời tạnh ráo và có nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở mức là 32 độ, nên khá thuận lợi cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân trong ngày làm việc đầu tuần. Tuy nhiên, đến khoảng tối muộn, đêm và sáng sớm thì khả năng sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, nên quý vị và các bạn vẫn cần mang theo các vật dụng che mưa. Cùng với mưa thì nhiệt độ ban đêm cũng giảm xuống ở mức thấp là khoảng 24 độ, tiết trời mát mẻ. Ngày hôm nay, thành phố Cần Thơ cũng ít mưa và có nắng trong khoảng từ sáng đến trưa chiều, nên khá thích hợp cho việc không phơi đồ dùng và các đồ nông phẩm. Thời gian thích hợp nhất đó là vào từ 9 giờ sáng cho đến 14 giờ chiều, khi nắng lên, kéo dài và độ ẩm trong không khí trung bình xuống thấp. Nhiệt độ trưa chiều sẽ đạt khoảng 31 độ. Khoảng tối muộn, đêm và sáng sớm thì trời sẽ nhiều mây và có mưa rào nhưng với lượng không nhiều. Nhiệt độ lúc này sẽ hạ xuống ngưỡng từ 24 đến 25 độ, trời mát mẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.